anh chị nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây là một cây tiến vua bông chùm cả nhà. Nụ của nó đây, cả nhà nhìn nè, y như là một cái tổ ong ha. Cái này còn nhỏ nha, chứ gần Tết nó lớn một cái nữa là giữ thần thiên địa luôn mấy anh chị ơi. Quá trời quá đất luôn đây nè. Nụ nè cả nhà nhìn nè, nụ quá trời nụ luôn ha. Nó đeo đặc cây luôn nha. Đây là nụ nha cả nhà. Đây, chỗ nào cũng có nụ hết, nó đeo nè. Trời ơi trời, đây quá tí luôn rồi. Đó rồi, bên em có nhân cây giống nha cả nhà ơi. Đó, đây. Nó y như mẹ nó luôn nha. Nó y như mẹ nó luôn. Đây, cả nhà nhìn nè. Nó còn nhỏ nhưng mà nó có vỏ cả nhà. Nó y như mẹ nó luôn nè. Nụ nè. Trời ơi nè. Cây cao tầm khoảng 2 tấc thôi nha cả nhà. Nó không có cao nữa. Hàng này là giống mới cho nên là nó không có cao hơn đâu. Tuy nhiên là nụ của nó đây. Cả nhà nhìn nó giống mẹ nó không? Đó, bên em đảm bảo giống cho chúng ta 100% chất lượng về giống cho nên cả nhà yên tâm. 200 ngàn một cây, hai cây bên em bao ship nha cả nhà. Đây là hàng tiếng vua bông chùm. Rồi, tiếp tục hàng tiếng vua thì em sẽ có hàng giáo tổ xoắn cả nhà ơi. Đây, đây, xoắn nha. Xoắn lắng quắn đây. Một cái nghệ thuật luôn. Hàng xoắn này là một cái nghệ thuật nha cả nhà. Đó, cái này về chúng ta có thể lấy bo chơi Tết vô tư luôn nè. Loại này em bán giá 100 ngàn một cây nha cả nhà. 100 ngàn một cây. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship nha. Đó, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, nó lắng xoắn đẹp hết hồn luôn. Rồi, ai thích loại nào alo cho em nha. Đó, xoắn nè, rất là nhiều nha cả nhà. Bên vườn mai nhà em đủ loại giống hết. Chẳng những giống này mà còn trên dưới 50 loại nữa nha.